Với nhiều giải pháp quyết liệt được triển khai kịp thời, đến nay quận Thanh Khê đã cơ bản kiểm soát chuỗi lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân 12437 trú tại phường Thạc Gián. Từ khi xác định ca bệnh 12437 vào ngày 18 tháng 6 đến nay, quận Thanh Khê đã ghi nhận 74 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến ca bệnh này. Ngay từ đầu khu vực Tam Giác, các tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám với gần 700 hộ dân đã được phong tỏa để kiểm soát, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm này, quận Thanh Khê đã tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết và đã cách ly tập trung 195 F1 và cách ly tại nhà 530 F2. Lũy kế đến nay, quận cũng đã lấy gần 17.000 mẫu xét nghiệm để kịp thời khoanh vùng dập dịch. Trong đó, 2.342 mẫu xét nghiệm lấy lần thứ tư tại khu Tam Giác đều âm tính với SARS-CoV-2.